Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong năm 2021. Xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học đã nói, mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi, nhưng cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận mới giàu lên. Trong năm 2021 sắp đến, chắc hẳn quý anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 đang tò mò về vận mệnh của mình vào năm mới sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học dự đoán có vận may trúng số sau Tết âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tử vi năm 2021 của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 dự đoán mệnh chủ sẽ có một vận may ở mức trung bình vào năm 2021. Trong sự nghiệp sẽ có một số thăng trầm, do đó nên cẩn thận hơn trong công việc và tránh bị mắc kẹt trong các cuộc tranh cãi với đồng nghiệp. Đối với tài lộc, mức lương sẽ không ổn định trong năm nay, do đó điều cần thiết là phải thận trọng trong công việc. Trong cuộc sống tình yêu thì tuổi Quý Dậu sẽ bước vào năm ổn định nhất và có những mối quan hệ hài hòa. Về sức khỏe sẽ xuất hiện nhiều vấn đề, do đó tuổi Nhâm Thân nên phòng ngừa theo các cách sau. Học cách cải thiện khả năng miễn dịch, khám sức khỏe định kỳ, phấn đấu cho sự cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Sự nghiệp đôi khi có chút may mắn, bạn có thể nhận được lời khen ngợi từ cấp trên. Đối với người học hành hay là nghiên cứu, cần phải tận dụng các cơ hội được đưa ra vì bạn thậm chí có thể có cơ hội ra nước ngoài để tiếp tục học. Đối với những cặp vợ chồng chưa kết hôn, có thể có một bên thứ ba dính líu vào bạn, cuối cùng ảnh hưởng đến các mối quan hệ của mình. Năm 2021, Thái Tuế Sửu Thổ quá vượng địa mà lại có hai sao, đó là Quyển Thiệt và Phi Ma Cấu Giảo nhập mệnh, cũng có nghĩa là vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động, phá hao khẩu thiệt thị phi, gặp phải nhiều chuyện phiền phức là điều khó tránh khỏi. Nhưng cũng có điều may mắn, đó là tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 thì năm nay tiết sinh nên có thể nói là có chút cải thiện với vận hạn của năm. Hơn nữa Thái Tuế là thực thần tinh, thực thần có nghĩa là thực lộc, phúc khí. Ngoài ra, tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 năm nay gặp một số các tinh trợ thân, cũng có thể coi là một năm có không ít chuyện vui xảy ra với mệnh chủ. Do vậy, về tổng thể mà nói, mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 có vận thế chia đôi theo cách cát hung chia đều mỗi nửa, do gặp phải một số hung tinh nên những mệnh chủ tuổi Nhâm Thân phải luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón cát thần, hóa giải hung thần, giúp cho vận hạn của mình được hóa giải. Về mặt sự nghiệp, được sao Phúc Đức, Phúc Tinh, Thiên Đức, Bạt Bạch cùng với Đức Tú, Quý Nhân là những cát tinh cùng chiếu mệnh, nên mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 gặp nhiều quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng được may mắn, hóa dữ thành lành, hóa hung thành cát. Công chức đi làm thì được lãnh đạo chú ý tới và đánh giá là người có năng lực làm việc, có được sự ghi nhận đề bạt, thăng tiến, nhận được nhiều cơ hội gánh vác những công việc quan trọng hơn. Năm 2021, vận thế sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Nhâm Thân 1992 cũng có phần khởi sắc, tài vận cũng vì thế mà tăng lên, vận thế thiên tài đặc biệt hiện rõ. Dưới sự trợ giúp to lớn của Nguyệt Đức, Đức Quý Nhân, Tú Quý Nhân có thể tích cực xem xét thay đổi ngành nghề, dùng tâm mình để kinh doanh cùng vạch ra kế hoạch cẩn thận. Hơn nữa, khiêm tốn xin chỉ dạy từ Quý Nhân có thể có làm có được. Người kinh doanh buôn bán thì trong năm nay cũng là một năm có nhiều thuận lợi như ý, những khó khăn đến không quá lớn. Đối với những ảnh hưởng mà phá Thái Tuế và Quyển Thiệt mang lại thì cần phải chú ý, giữ gìn một số mối quan hệ hợp tác làm ăn, tránh hết sức những lời tiếng nói quá đà để tránh sự tranh chấp về lời nói sẽ phá vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp. Về phương diện tài vận, mệnh chủ tuổi Nhâm Thân trong năm nay có sao Bát Bạch và Phúc Đức nhập mệnh nên có lợi cho việc chiêu tài, không ít những cơ hội kiếm tiền mang lại.
Nhưng là một năm có phi ma nên cũng dễ xảy ra chuyện phá tài hoặc bị lừa gạt mất tiền hao của. Nên mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong năm nay muốn cất giữ tiền tài e cũng khó. Về mặt sức khỏe, mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, sức khỏe sẽ gặp một chút vấn đề, dễ có vấn đề đau đớn mà phải mổ xẻ. Ngoài ra, có sao phi ma nhập mệnh nên dễ có chuyện xảy ra với người trong nhà, không nên thể lơ là. Sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để tăng cường sức khỏe, gặp nhiều may mắn tài lộc và hóa giải mọi tai ách của năm 2021. Dự đoán tử vi của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 vào năm Tân Sửu. Năm 2021, theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu 2021 có nạp âm là ngũ hành bích thượng thổ, thổ kim tương sinh, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều những bệnh liên quan về đường hô hấp, nhất là bệnh về phổi. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 gặp nhiều chuyện tốt đẹp trong công việc. Vì thế mà bản mệnh cần hết sức nắm chắc cơ hội, thể hiện năng lực và tài hoa của mình trong tập thể. Hãy lập kế hoạch phát triển và xác định mục tiêu hướng tới cho mình ngay từ đầu năm, rồi kiên trì thực hiện từng bước, chắc chắn sẽ nhận được những kết quả xứng đáng, sự nghiệp có bước tiến đáng kể. Người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh việc tiếm tiền được bao nhiêu thì lại tiêu hết bấy nhiêu. Nếu có cơ hội, có thể thêm các lĩnh vực đầu tư, phân tích tình hình thị trường. Bạn có thể kiếm thêm được những khoản thu nhập ngoài mức lương chính. Năm nay, công việc tuy có sự trợ giúp từ bạn bè đồng trang lứa, nhưng vẫn phải đề phòng người không quen, bị tiểu nhân xen vào, chớ vì người khác mà đứng ra bảo đảm. Để kích hoạt tài lộc cho tuổi Nhâm Thân, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy. Năm mệnh Nhâm Thân 1992, 30 tuổi, năm nay gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, thích hợp đi xa, công tác, du lịch, tài vận tương đối cao. Nữ mệnh Nhâm Thân sinh năm 1992 gặp Mộc Đức chiếu mệnh, dễ dàng xuất hiện các bệnh nhỏ, đau nhức và tổn thương ngoài ý muốn, nên chú ý đến tình trạng sức khỏe và an toàn. Vận may chung cho tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 năm nay sẽ không tệ. Trong sự nghiệp, hiệu quả và kết quả tốt trong công việc sẽ luôn vượt quá các đồng nghiệp, do đó có thể được thăng chức, tăng lương. Năm nay sẽ là một năm thu hoạch đầy đủ cho bạn, nhưng có thể có xung đột với đồng nghiệp và lãnh đạo. Trong tài lộc, những người tuổi Nhâm Thân sẽ kiếm được nhiều tài sản hơn ở nơi làm việc. Đối với tình yêu và mối quan hệ, tình cảm, tuổi Nhâm Thân sẽ gặp khủng hoảng về tình cảm với bạn gái hoặc bạn trai, nên tạo ra những bất ngờ và lãng mạn để tăng cường tình yêu và mối quan hệ tình cảm. Về sức khỏe thì lịch làm việc không đều đặn trong thời gian dài sẽ gây ra một loạt các bệnh, cần phải tránh những thức ăn cay, dầu mỡ trong thời gian này. Đối với tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, năm 2021 Tân Sửu sẽ gặp được những trở ngại lớn trong sự nghiệp, cần phải tăng gấp đôi nỗ lực để thăng tiến. May mắn thay, phúc lành của những ngôi sao tốt lành sẽ giúp bạn nhận được phần thưởng bất chấp quá trình khó khăn. Mối quan hệ tình cảm sẽ không suôn sẻ và kết hôn thì có thể là một vấn đề rắc rối, nếu không giải quyết đúng đắn có thể phải đối mặt với khủng hoảng chia tay. Về sự nghiệp của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 vào năm Tân Sửu. Năm Tân Sửu, sự nghiệp của tuổi Nhâm Thân chủ yếu ở vào thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, bản mệnh thường không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ lôi kéo của bạn bè xấu. Vì thế mà không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tản mạn. Đây là nguyên nhân khiến cho bản mệnh khó có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định những kế hoạch tương lai của mình. Có thể nói rằng, trong năm 2021, Nhâm Thân thiếu đi động lực và hướng đi trong sự nghiệp, vì thế khó đạt được sự đột phá. Nếu muốn thay đổi tình trạng trên, mệnh chủ cần phải tham gia nhiều hoạt động hoặc các loại báo chí, sách vở giúp truyền cảm hứng và thay đổi tâm trạng.
Về tổng thể, sự nghiệp của tuổi Nhâm Thân không được thuận lợi, Sửu Thổ vùi lấp làm giảm nguồn sức mạnh của Thân Kim. Đồng thời địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần. Để bổ trợ cho thân mệnh của mình, kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Mệnh chủ khó có thời điểm nào được yên ổn làm việc do phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, vướng phải nhiều rắc rối vì chính bản tính bốc đồng lơ là của mình. Nhiều vấn đề xảy ra khiến cho bạn phải tốn nhiều công sức mới có thể khắc phục được. Tốt nhất nên tránh xa những bạn bè xấu hay là rủ rê lôi kéo tham gia vào các hoạt động vui chơi làm lơ là sự nghiệp. Không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc để suy nghĩ vu vơ, nên xây dựng thời gian biểu hợp lý để có lối sống khoa học hơn. Theo quan điểm về cơ hội nghề nghiệp cho những tuổi Nhâm Thân 1992 sẽ có hạn chế, khả năng làm việc có thể không được phát huy. Nếu tình hình không lạc quan và bạn tìm thấy rất ít cơ hội để làm việc ở một vị trí quan trọng, có thể thay đổi công việc cho một không gian rộng hơn. Ngoài ra, những điều tầm thường trong cuộc sống có thể khiến bạn không tập trung vào công việc. Vì vậy, đừng xem nhẹ. Sự phát triển tốt trong sự nghiệp cũng có thể bù đắp cho sự thiếu hụt tài chính ở một mức độ nhất định. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 vào năm Tân Sửu này cần phải cẩn trọng chú ý vào tháng Canh Dần, dương lịch từ ngày 12 tháng 2 cho tới ngày 12 tháng 3 năm 2021, tức từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đầu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 không nên tiến hành công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi Nhâm Thân vào năm Tân Sửu 2021. Mệnh chủ trong năm nay có sao Bát Bạch và Phúc Đức nhập mệnh nên có lợi cho việc chiêu tài, xuất hiện không ít những cơ hội kiếm tiền, nhưng cần phải chú ý đề phòng bị phá thái tuế làm lay động. Trên con đường kiếm tiền dễ gặp trở ngại và cản phá hoặc rơi vào cảnh tiền đến tiền đi. Kiến nghị bạn nên lấy sự bình ổn làm nguyên tắc chính, cẩn thận ghi nhớ, luôn bình tĩnh đối diện với những ảnh hưởng của sự phá tài. Tiền tài chỉ là vật ngoại thân, không nên coi trọng quá. Đặc biệt là sao Bát Bạch tượng trưng cho tài vận và hỷ duyên, sao này sinh vượng có lợi cho việc cầu tài, nhưng do tương phá với niên chi và tuế chi nên cũng có sự xuất hiện của phá tài, dễ bị hao tán tiền tài. Ngoài ra, gặp sao Quyển Thiệt Phi Ma và Cấu Giảo là những hung tinh chủ quản về tài, nên dễ xuất hiện việc bị trộm cắp, lừa gạt, dùng tiền để điều trị bệnh tật. Có thể thấy, mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 nếu muốn cất giữ tiền trong năm nay là điều khó thực hiện được. Về phương diện thiên tài, năm nay cũng bình thường, không có gì đặc biệt vì là năm phá thái tuế nên cẩn thận bị người khác hiểu lầm. Ngoài ra, cần dựa vào linh cảm và trực giác của bản thân để có thể kiếm được chút tiền từ trong hy vọng, chứ không mong được quá nhiều. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp, hãy lưu ý bố trí phong thủy nhà ở và văn phòng làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, đúng phong thủy. Đồng thời, sử dụng pháp khí kích tài vận, sự nghiệp, Bát Bảo Tâm Kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Đối với tuổi Nhâm Thân 1992 cần phải nhiều nỗ lực hơn trong tài lộc, hiệu suất làm việc kém sẽ ảnh hưởng đến thu nhập tiền lương. Hơn nữa, thu nhập từ bên lề cũng có thể bị giới hạn và số tiền kiếm được có thể không nhiều như tưởng tượng, ngay cả khi bạn mất nhiều thời gian và nỗ lực. Ngoài thu nhập thì bạn sẽ chi tiêu nhiều cho tiêu dùng và các mối quan hệ xã hội khác, có nghĩa là bạn cần phải tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Về tình duyên của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 vào năm Tân Sửu khá là tốt, đặc biệt là với những người còn độc thân, dễ có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua các mối quan hệ bạn bè người thân hoặc trong các buổi gặp mặt bạn bè đối tác. Bạn dễ gây ấn tượng với người khác giới nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn.
Tuy nhiên, vì tác động của thái tuế mà tình cảm của mệnh chủ không được ổn định, có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc ảnh hưởng đến tiêu cực của sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy không có nhiều khả năng phạm phải đào hoa xấu, nhưng cần phải chú ý giữ gìn khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Khi tham gia hoạt động tiệc tùng, giao lưu, cần chú ý giữ mình, không nên quá chén khiến cho bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, làm những ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, mệnh chủ cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những ham muốn không cần thiết. Mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 thì năm nay cần phải chú ý mang bên người một vòng tam hợp quý thần, Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Có lẽ chỉ một vài tuổi Nhâm Thân 1992 kết hôn do sự thay đổi quan niệm của thời đại và hầu hết vẫn chưa kết hôn hoặc thậm chí là không có mối quan hệ tình cảm nào. Nếu còn đang độc thân thì sẽ may mắn và phải tự mình tìm kiếm cơ hội. Nếu đang trong tình yêu thì có thể cảm thấy là một năm thật khó khăn. Không nên đề nghị chia tay cho dù có cãi nhau như thế nào hoặc mối quan hệ có thể bị tổn thương rất nhiều. Về sức khỏe của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 vào năm Tân Sửu, tình hình sức khỏe không được khả quan, thái tuế Sửu Thổ vùi lấp làm giảm bớt sức mạnh của thân kim, gây nên nhiều rắc rối và hung hiểm. Về tổng thể trong năm Tân Sửu, cơ thể của bản mệnh dễ phải chịu tác động không tốt của các chất kích thích như rượu bia, khiến cho đầu óc thiếu minh mẫn, dễ vướng vào những chuyện thị phi không đáng có. Dễ gặp phải vấn đề liên quan đến hệ hô hấp, các bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu thường xuyên xuất hiện. Để sức khỏe cải thiện, tránh được những tác động xấu, bản mệnh cần tránh đi đến những nơi ẩm ướt, nguy hiểm như bến sông, bến đò, không nên đến những nơi có nhiều sát khí hoặc những chốn ăn chơi đông người, phức tạp. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe và để ý tới người nhà của mình nhiều hơn. Về sức khỏe của tuổi Nhâm Thân thì nên cảnh giác trước các bệnh mãn tính. Nếu không, các vấn đề nghiêm trọng về thể chất dễ phát sinh và thành công trong sự nghiệp không thể giúp ích cho tình hình sức khỏe của bạn. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Nhâm Thân nam mạng, sao Thủy Diệu chiếu mạng. Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Sao Thủy Diệu không giống sao Thổ Tú, kỳ nhất vào tháng 4 và tháng 8. Người xưa có câu Thổ Tú Thủy Diệu tứ bắt ai, nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới, việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn là nữ giới, nữ thì chú ý khỏi dính vào thị phi. Mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 nam mạng, năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp, dẫn đến thiệt hại về tài chính của mình. Sao chiếu mệnh của tuổi Nhâm Thân 1992 nữ mạng, sao Mộc Đức chiếu mạng. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt thuận lợi, vì thế mà việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12 sẽ rất tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên thì nam giới hay bị đau mắt, nữ giới hay bị đau máu huyết. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Nhâm Thân là những người thông minh bẩm sinh, họ có trí tuệ, suy nghĩ nghiêm túc, thực tế. Không những vậy mà tuổi này còn khá linh hoạt, biết tùy cơ ứng biến trong mọi hoàn cảnh để đạt được mục đích của mình. Là người có lòng tự trọng cao trong công việc, tuổi Nhâm Thân thường làm theo cảm hứng. Nếu yêu thích thì họ làm rất tích cực, không quản khó khăn vất vả, nếu không thì chỉ làm qua lo ứng phó cho xong. Nam tuổi Nhâm Thân năng nổ, hào hoa, chuyên tâm cho sự nghiệp, muốn dựa vào sự nỗ lực của bản thân để vươn tới thành công. Nữ tuổi này thông minh, thanh tú, sở hữu thân hình mảnh mai, không cần phải trang điểm cầu kỳ, vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên, đầm thắm. Cuộc sống của tuổi Nhâm Thân khá là vất vả, từ nhỏ đã phải chịu ảnh ba chìm bảy nổi,
tinh thần tự lập cao, không muốn sợ dẫm vào gia đình, tự thân lập nghiệp. Vì thế mà có phần vất vả, lao đao lận đận. Tuy nhiên thì sang trung vận cuộc sống đầy đủ sung túc hơn mọi người khác do có sự phấn đấu nỗ lực từ những năm tháng trước đó. Công danh sẽ được lên cao trên con đường học vấn, tuy nhiên thì không tồn tại được lâu. Gia đạo không được vui vẻ, phải trải qua 30 tuổi thì tình hình mới được cải thiện. Đến khi qua tuổi 38 thì mới được rung vầy, mọi chuyện tốt đẹp. Tiền tài, cuộc sống sung túc, tuy nhiên cần phải biết điểm dừng và tự thỏa mãn, bởi càng nhiều thì cuộc đời của bạn sẽ càng sóng to gió lớn. Tuổi 40 trở lên thì sự nghiệp được hoàn thành vững chắc. Nữ giới tuổi Nhâm Thân có cuộc đời nhiều giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống. Vào thời kỳ tiền vận và trung vận có nhiều lao đao, gặp phải nhiều việc đau buồn, song cũng có dịp may mắn trong công việc làm ăn và gia tộc, nên cần phải cố gắng vượt qua trở ngại. Vào thời hậu vận, cuộc đời của bạn sẽ trở nên tốt đẹp. Từ 25 cho đến 30 tuổi, năm 25 tuổi không được tốt đẹp vào tháng riêng 2-3 âm lịch, nhưng lại tốt vào tháng 8 và tháng 9, làm ăn đặng khá. Năm 26 tuổi có nhiều triển vọng về tài lộc, tình cảm, nhất là tháng 8 và tháng 9 âm. Năm nay tài lộc dồi dào. Năm 27 tuổi hy vọng tạo lấy một cuộc sống có phần sang trọng về thể xác và tiền bạc, gia đạo êm ấm hạnh phúc. Năm 28 tuổi khá tốt và kéo dài cho đến năm bạn 40 tuổi thì được giàu và ít ra cũng dư giả về tiền bạc, sống một cuộc đời đầy đủ sung túc hơn. Từ 31 cho đến 35 tuổi, tuổi 31 mặc dù làm ăn hạn cũng khá là tốt, công việc làm ăn được phấn chấn là 1 được 10, đó là năm vượng phát về tài lộc, chỉ trừ tháng 8 có hao tài đôi chút. Năm 32 và 33, 2 năm liên tục tài lộc điều hòa, không có thất bại trong nghề nghiệp hay là hao tài tốn của. Năm 34 và 35 không được tốt lắm, nhưng công việc làm ăn như là vấn đề tiền bạc chỉ ở mức độ bình thường. Từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi, làm ăn tốt nên được phát đạt mạnh mẽ. Năm 37 và 38 tuổi, 2 năm cuộc sống chỉ vào ở mức độ bình thường mà thôi. Năm 39 và 40 tuổi, suốt 2 năm đều vượng phát về tài lộc, phần con cái lại có thay đổi việc làm hoặc tiến triển về phần công danh. Từ 41 cho đến 45 tuổi, không có gì trở ngại trong cuộc sống của bạn, chỉ trừ bản thân hay sự suy kém vào những năm 42 và 43 tuổi, lại phát triển về mặt tài lộc, và 44 tuổi thì có việc buồn về gia đạo mà thôi. Từ 46 cho đến 50 tuổi, khoảng thời gian này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tuy về chiều nhưng cũng thâu được nhiều kết quả tài lộc, cũng như là tình cảm gia đình, gia đạo được yên vui êm ấm. Ngoài vấn đề bản thân thì cần phải bảo vệ, không còn gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.